Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin trình bày với các bạn một tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tựa đề Những người Mỹ biết điều. Tác phẩm này được in trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập thứ 11, trang thứ 423. Toàn văn của tác phẩm như sau. Vì lợi ích của toàn dân và tương lai của Tổ quốc, ngày 7 tháng 3, chính phủ ta lại một lần nữa đề nghị với chính quyền miền Nam, hai bên phái đại biểu gặp nhau để bàn các vấn đề khôi phục việc tự do buôn bán và đi lại giữa hai miền, giảm bớt quân số, quân dân, nhằm đi đến thống nhất đất nước bằng phương pháp hòa bình. Nhân dân ta và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đều nhiệt liệt ủng hộ chủ trương hợp tình hợp lý của chính phủ ta. Nhưng vâng lời đế quốc Mỹ, chính quyền miền Nam vẫn giữ thái độ ngoan cố, từ chối việc gặp gỡ ấy. Thấy rõ đế quốc Mỹ giúp Ngô Đình Diệm và Lý Thừa Vạn tăng cường quân bị là một việc dại dột và nguy hiểm, những người Mỹ biết điều cũng đã lên tiếng. Trong một bản báo cáo trước Thượng viện Thượng nghị viện Mỹ hôm 25 tháng 5, ông Manfield nói: cho đến khi tìm được cách giải quyết hòa bình thì vẫn còn nguy hiểm có thể xảy ra một hành động nóng nảy, một sự điên cuồng dùng vũ lực để hòng thống nhất Việt Nam và Triều Tiên. Ông Manfield nói tiếp: đã đến lúc mà Mỹ nên khuyên người Việt Nam và người Triều Tiên lập lại dần dần quan hệ kinh tế và xã hội giữa hai miền. Đó là bước đầu để đi đến thống nhất hai nước đang bị chia cắt ấy. Thế là những chính khách Mỹ biết điều cũng tán thành chủ trương đúng đắn của chính phủ ta. Nếu Ngô Đình Diệm còn có lương tâm, không muốn mang tiếng xấu muôn đời là kẻ phản nhân dân, phản tổ quốc, thì phải làm theo lòng mong muốn thiết tha của đồng bào và thực hiện những điều chính phủ ta đã đề nghị. Thưa các bạn, tác phẩm này của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đăng trên báo Nhân Dân số 1554 ngày 14 tháng 6 năm 1958. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.